Đúng ngày 27 tháng 12 âm lịch, thần tài chỉ thẳng mặt, năm con giáp trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, khao cả làng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước vào cái năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn. Vậy thì trong cái ngày 27 Tết, ngày 27 cuối năm, ngày 27 tháng Chạp, thì sẽ có những con giáp nào may mắn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 27 tháng 12 âm lịch chính là cái ngày đại cát đại lợi nhất đối với những con giáp này. Và trong ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng sẽ thành công mỹ mãn. Các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển bản thân, học hỏi, nâng cao kiến thức, được cấp trên cân nhắc, đề bạt vào những cái vị trí mới. Có cơ hội được tăng lương, thăng chức, tăng thưởng, đi làm thì được đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, về nhà thì được gia đình yêu thương, chăm sóc, gia đạo thì bình an, hòa thuận. Từ đó, sức khỏe tinh thần cũng tốt lên trông thấy. Những người độc thân thì có cơ hội có được người yêu hợp ý. Những người có đôi có cặp thì tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn. Chẳng những thế, mua hàng thì còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, nhận quà khuyến mại. Và một số người còn có cái cơ hội là trúng số đổi đời trong cái ngày hôm nay. Đúng là may mắn không ai sánh bằng. Vậy thì trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch, con giáp nào sẽ là con giáp may mắn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch, ngày Canh Tí này thì những người tuổi Sửu được cục diện là Tí Sửu nhị hợp. Đấy, cái vận trình của những người tuổi Sửu khá là hanh thông thuận lợi, mưu sự thì dễ thành, công việc thì đạt được cái hiệu suất cao, mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến không ngừng trong tương lai. Có thể nói đây là cái thời điểm bản mệnh hưởng thụ những cái thành quả xứng đáng sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu mệt mỏi trong suốt từ đầu năm đến giờ. Lại thêm được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, nó giúp sức. Vậy nên những người tuổi Sửu sẽ dễ dàng có được cái sự tín nhiệm của cấp trên và được lòng cấp dưới. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng sẽ ủng hộ quý vị. Nên là con đường quan lộ thì ngày càng mở rộng, công việc thì ngày càng diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn. Cái việc hợp tác làm ăn thì vui vẻ, thu được nhiều cái thành quả đáng nể. Chuyện kinh doanh buôn bán thì một vốn bốn lời, ký được nhiều cái hợp đồng lớn. Cùng với công việc thuận lợi thì cái tài vận của những người tuổi Sửu cũng ngày càng khởi sắc. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì có tài tinh nó trực chiếu, chính tài độ mệnh. Vậy nên các nguồn thu nhập không chỉ là ổn định mà còn có xu hướng gia tăng rất là nhiều. Cái điều này đồng nghĩa với việc là có cơ hội được tăng lương, thăng chức hoặc là gì, có cơ hội để gia tăng thêm thu nhập của mình. Bên cạnh đó, thứ tài mặc dù chưa thực sự ổn nhưng mà cũng có cái chiều hướng gia tăng. Đó là cái tín hiệu đáng mừng cho những người mà đang có cái dự án kinh doanh, đầu tư. Đó. Có điều, trong thời gian này quý vị cũng không nên đầu tư ở các hạng mục mang tính chất rủi ro. Cái thời điểm cuối năm này thì quý vị nên gì, giữ tiền để ăn Tết và để ra riêng thì có thể là gì, tiến hành đầu tư để có những cái bước bứt phá lớn hơn. Thêm nữa thì quý vị đừng có đam mê vào những cái trò cờ bạc đỏ đen, kiểu lại tự mình đánh mất gì tiền đến tay rồi lại mất lúc nào không biết. Thêm nữa, trong thời gian này thì tình hình kinh doanh buôn bán nói chung ấy của những người tuổi Sửu ấy thì quý vị buôn may bán đắt, quy mô lớn hay nhỏ thì cũng đều đạt được cái mức doanh thu như mong muốn. Trong ngày hôm nay, ngày cuối năm ấy, cái sức tiêu thụ ngày càng lớn. Đây cũng là cái dịp để những người tuổi Sửu mở rộng cái quy mô, thúc đẩy cái sản xuất để gì, ngày càng hái ra tiền nhiều hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Sửu. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 27 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch, ngày Canh Tí này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thân.
À, quý vị thân mến, nói chung trong ngày 27 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Thân được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Đó. Và trong cái thời gian này thì những người tuổi Thân ấy cũng được Tỷ Kiên nó trợ giúp. Tỷ Kiên sẽ hối thúc những người tuổi Thân, khiến cho những người tuổi Thân ấy nói chung là loại bỏ được những suy nghĩ với cái tư duy nóng nảy, bực bội, dễ dẫn đến sai lầm thì cũng được gì được hóa giải trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, nó cho thấy trong thời gian này sẽ mở ra nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn với những người tuổi Thân. Chỉ cần những người tuổi Thân biết nắm bắt lấy cái cơ hội, gia tăng thêm cái may mắn thì sẽ có được một khoản tiền lớn đấy về trước Tết. À, thêm nữa, cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho cái cuộc sống hiện tại nói chung ấy cảm thấy là, những người tuổi Thân sẽ cảm thấy là gì, hạnh phúc. À, cái hạnh phúc này nó sẽ bù đắp lại những cái mất mát, những cái tổn thương trong suốt thời gian dài vừa qua. Những cái sóng gió thì giờ cũng đã tạm qua đi, để lại cho bạn cái sự yên ổn như các bạn từng mong muốn. Và trong thời gian này, những cặp vợ chồng có được cái thời gian ưng ý nghĩa bên nhau, những cái bữa cơm gia đình ấm áp cuối năm ấy cũng sẽ gắn kết tình cảm của hai người. Do đó, dù bận thế nào thì quý vị cũng nên sắp xếp thời gian trở về nhà để quây quần bên gia đình, bên những người mình thương yêu nhất. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên nó mang tới nhiều niềm vui khác đến sức khỏe. Hoặc là gì? Nghe tin về những kỳ nghỉ lễ Tết sắp đến khiến cho quý vị phấn chấn, trở nên là gì, háo hức hơn, vui vẻ hơn. Thì ngoài ra ấy, một số người tuổi Thân thì cái vấn đề tài chính cũng được cải thiện hơn bao giờ hết, khiến cho những người tuổi Thân cảm thấy rất là vui vẻ. Đó. Cùng với cái sự nghiệp thuận lợi, cái tình cảm được bền vững, gia đạo bình an, thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, mang về những khoản tiền lớn đối với những người tuổi Thân. Chỉ cần những người tuổi Thân nắm bắt được cái cơ hội này thì nói chung ấy, trong cái ngày 27 Tết, quý vị sẽ không phải lo lắng gì về cái chuyện tiền bạc cả. Và để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc về tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch, ngày Canh Tý, không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. À, thưa quý vị, những người tuổi Thìn trong ngày 27 tháng 12 âm lịch, ngày Canh Tý thì được thiên ấn nó ghé thăm, nó mang lại cái sự trợ giúp. Nói chung hôm nay thì ai đó sẽ đưa ra cho những người tuổi Thìn một cái lời khuyên giá trị, giúp cho gia chủ có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức, thậm chí là còn giúp cho gia chủ củng cố lại cái hình ảnh của mình theo cái chiều hướng tích cực hơn. Quý vị đừng quên dành cho họ những cái lời cảm ơn. Thêm nữa, lại được cục diện tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn nó trợ mệnh, nó hộ thân. Vậy nên là nó cũng sẽ mang lại những giây phút thảnh thơi, bình an với những người tuổi, với những người tuổi Thìn. À, thêm nữa là cái sự bình an bên nửa kia yêu thương nó sẽ khiến cho gì cả hai cũng cảm nhận rõ cái sự gắn kết. Nếu mà có thể thì quý vị hãy cùng nhau gặp gỡ những cái người khác để gì cùng nhau đi chơi Tết, để có những cái cuộc hẹn hò lãng mạn để có thể gắn kết tình cảm giữa hai người ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì với những người tuổi Thìn ấy, cái tình hình tài chính cũng không có gì đáng phải lo lắng hay là nghĩ ngợi. Khi mà các bạn sống rất tiết kiệm, dù mua sắm gì thì những người tuổi Thìn cũng cân nhắc một cách khá là kỹ lưỡng, khá là kỹ càng. Bên cạnh đó, lại được cục diện tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là trong thời gian này, nói chung là cái khả năng quản lý tài chính cũng như là gì, cái khả năng kiếm tiền của những người tuổi Thìn cũng được cải thiện rõ rệt. Khi mà các bạn không còn đam mê chơi bời mua sắm như trước đây nữa. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì những người tuổi Thìn cũng cần phải chú ý đến cái chuyện rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cái thể chất tinh thần của mình. Và quý vị nên dành thời gian ở bên những người mình thương yêu nhất. Cái yếu tố tinh thần tốt nó cũng phần nào giúp cho những người tuổi Thìn cải thiện được cái bệnh tật, nhất là những ai đang có bệnh nặng trong một thời gian dài thì cũng cảm thấy đỡ hơn, có nhiều thời gian để thực hiện những cái dự định của mình đang còn dở dang. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân
mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 27 Tết, ngày 27 tháng Chạp, ngày Canh Tí thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch, ngày Canh Tí này thì những người tuổi Dần có thiên tài nó xuất hiện. Nó sẽ thôi thúc những người tuổi Dần kiếm tiền, làm giàu. Đồng thời, nó cũng sẽ khiến cho gia chủ chi tiêu nhiều hơn để chống lại những cái tác động tiêu cực bên ngoài. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng được nhiều cái cát tinh nó che chở, nên là có nhiều cái chuyển biến tích cực, rực rỡ và khoe sắc. Nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đôi lứa thì rực rỡ, mà gia đình nào thì cũng ấm êm, hòa thuận và hạnh phúc. Nói chung ấy, những người tuổi Dần là những người luôn biết vun vén gia đình, lại hoạt bát, lanh lợi, nên đời sống ngày càng luôn tràn đầy những cái tiếng cười ấm áp. Dù giữa vợ chồng, các cặp đôi có xảy ra những cái xung đột, những cái bất đồng, nhưng mà các bạn đã chủ động giải hòa và tìm cách gì hâm nóng lại cái tình cảm để hạnh phúc luôn được bền lâu. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Dần trong cái ngày hôm nay cũng duy trì ở mức ổn định. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè nặng, đặc biệt là những ngày cuối năm, nhưng mà những người tuổi Dần luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để nó bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Đúng không? Nói chung trong thời gian này thì công việc thuận lợi, tài vận thì hanh thông, và những người tuổi Dần cũng sẽ gì có cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Dần. Đấy. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 27 tháng 12 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Mão có chính tài nó nâng đỡ. Đấy. Nên là quý vị sẽ tự tin vào những cái kế hoạch, những cái chiến lược kinh doanh để kiếm tiền của mình. Không ít người tuổi Mão sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công cực lớn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó cho thấy những cái tín hiệu tích cực về khía cạnh sức khỏe của những người tuổi Mão. Nhiều người mắc bệnh thì nay cũng tìm thấy cái tia hy vọng để các bạn tiếp tục đối mặt với cái bệnh tật. Bên cạnh đó, nhiều người sẽ tìm ra cái lối ăn uống phù hợp với cái trạng thái cơ thể của mình và dần dần có được cái hướng đi đúng đắn, thay đổi sức khỏe được tốt hơn. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì Tý và Mão là cục diện tương hình đúng không ạ? Cái ảnh hưởng của cục diện hình hại vô lễ nó cũng khiến cho những người tuổi Mão khó kiểm soát được cái tính nóng giận của mình. Cái lòng tự tôn sẽ khiến cho bạn không cho phép ai đó thể hiện cái sự thiếu tôn trọng với mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi đối với những người tuổi Mão thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 27 Tết thì đó chính là những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi được cục diện Hợi Tý Sửu là tam hội, được tam hội nó trợ lực, nó giúp đỡ. Thêm nữa, lại được gì? Được thực thần nó ghé thăm, nó thúc đẩy cái vận trình của những người tuổi Hợi trong ngày hôm nay được thuận lợi, may mắn và cát tường hơn. Quý vị cần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân với mọi người, lắng nghe cái sự tư vấn của những người lớn tuổi hơn. Thêm nữa, trong ngày hôm nay có cục diện tam hội Hợi Tý Sửu nó xuất hiện, khuyên bản mệnh khi ở trong gia đình thì các bạn cần phải học cách lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng những cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, học cách trân trọng cái cảm xúc của nhau thì sẽ gì giữ được cái mối quan hệ được hài hòa. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung ấy, trong ngày thì thủy khí nó vượng, khuyên bản mệnh nên sắp xếp công việc khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi các bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi do lao động vất vả trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị không nên làm việc quá sức trong ngày hôm nay
Nếu không thì rất dễ ốm đấy, và cần có phải có thời gian dài để điều trị. Thưa quý vị, cái thời điểm cuối năm rồi, đấy, quý vị đã cống hiến vất vả trong suốt một năm vừa qua. Quý vị cũng nên dành ra một chút thời gian thảnh thơi nghỉ ngơi để hâm nóng lại cái chuyện tình cảm của mình, cũng như là gì, để kết nối với mọi người. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được những cơ hội tốt hơn trong tương lai. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Hợi, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch, ngày Canh Tý. Và sau đây chúng ta sẽ có 5 con giáp cực kỳ hanh thông về cái tài vận. Đấy, ăn Tết giàu to, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Thân, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Dần, 5 tuổi Mão và 6 là tuổi Hợi. Đó là những con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày 27 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.